đông vui quá nhỉ. Đi suốt từ sáng đến giờ ráo cả cẳng không tìm thấy phòng khám đâu. Thấy phòng khám rồi lại không thấy bác sĩ đâu. Tìm mãi không thấy đâu, phòng khám cứ trống trơn. Thôi mình là người có bệnh, mà là người có bệnh thì mình phải vái tứ phương mới đúng không ạ? Mình cứ ngồi đây mình chờ đợi, mình chấp nhận thương đau. Gọn gọn vào đây, gọn vào đây, khoa sản xuống dưới kia chứ sao lại ngồi ở trên này. Đây là phòng khám đa khoa nhá. Nào, gọn vào. Trật tự quá. À, hello bác sĩ. Hello anh. Bác sĩ trình độ ngoại ngữ hơi kém. Bắt đầu là mình vừa chào mình vừa dịch vậy. Hello. Welcome to lady and gentlemen. Tạm dịch xin chào quý vị và tất cả các bạn. Xin một tràng vỗ tay thật lớn, tôi chào anh bác sĩ. Cho tôi xin cái chỗ. À biết nói đấy, tưởng là bị câm. Cậu có điếc không? Cho tôi xin cái chỗ. Dạ vâng, kính anh. Chỗ anh ngồi. Anh hút điếu thuốc ạ. Cảm ơn, tôi không hút. Anh cứ trích điếu đi. Tôi bảo tôi không hút. Cậu không có mắt à? Em có mắt hay không thì anh phải biết chứ. Mắt em hơi bị đẹp mà. Mắt em hơi bị mắt này chá chá chá. Mắt em hơi bị mắt bồ câu, con bay con đậu ấy. Bạn bè thương mến nó gọi em là mắt bò. Nhưng mà thú thực với anh á, là hôm nay em đến đây không phải là để em khám mắt mà. Thôi, cậu đọc cho tôi cái chữ đang treo trên tường kia kìa. Đâu ạ? Cái chữ đỏ đang treo trên tường ấy. Đâu? Đâu? À, low smoking. I low, I low. Có nghĩa là không hút thuốc ấy. Không hút thuốc thì anh bảo thẳng là không hút thuốc nhá. Không việc gì vậy. Quen cái thói hoạnh hoẹ bệnh nhân. Tôi bảo cậu bỏ thuốc đi. Em bỏ rồi. Tôi yêu cầu cậu bỏ thuốc. Đã bỏ. Cậu không bỏ tôi đuổi cậu đấy. Ôi giời. Đứng phát tắt luôn. Dập luôn. Cậu đến đây làm gì? Anh ngồi đấy làm gì? Tôi là bác sĩ. Em là con bệnh, em đến khám bệnh. Sức khỏe thế nào? Sức khỏe tốt chả sao. Sức khỏe tốt thì cậu đến đây làm gì? Em đến khám bệnh. Bệnh gì? Anh đã khám đâu mà em biết. Bác sĩ phải khám bệnh nhân mới biết bệnh gì chứ. Chưa khám hỏi bệnh nhân bệnh gì, cần gì bác sĩ. Tên. Kinh. Tôi hỏi tên. Kinh. Kinh tởm đấy à? Không, anh một cười nhỉ. Kinh vua ấy. Thế tóm lại tên cậu là gì? Nguyễn Văn Kinh. Tuổi? 24 phát. Em 24 tuổi. Nghề nghiệp? Nghề nghiệp, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có thể thất nghiệp. Hút thuốc lá lâu chưa? Em vừa châm thì anh bảo bỏ. Tôi hỏi là cậu biết hút thuốc từ bao giờ? Dạ em mới ạ. Mới là từ bao giờ? Khoảng hơn chục năm. Cậu ta 24 tuổi mà hút thuốc lá hơn một chục năm thì cũng kinh đấy nhỉ? Dạ. Ngày hút ít nhất là bao nhiêu? Ngày hút ít nhất là em không hút. Thế ngày hút nhiều nhất? Ngày hút nhiều nhất là hút khoảng... Tùy! Bạn bè nó mời nhiều thì mình giết nhiều, nó mà không mời mình cũng thôi luôn. Dễ tính nhỉ? Dạ vâng. Thế đã có người yêu chưa? Chưa. Ở đây bác sĩ khám bệnh kiêm cả hỏi người yêu. Lúc đầu vào thấy mặt hầm hầm, trông có vẻ hình sự. Tôi hỏi là có người yêu chưa? Anh ơi em có người yêu rồi. Người yêu em xinh, da trắng, cao, chân dài tới nách. Người mẫu à? Không, người mà da trắng mắt nâu, bỏ đi thì tiếc, nhìn lâu thì thèm. Anh nhìn thấy anh cứ đập đầu vào tường. Cậu ăn nói nghiêm túc đây. Dạ vâng ạ. Người yêu cậu có cấm cậu hút thuốc không? Dạ có cấm chứ. Cậu là sinh viên thì cậu lấy đâu ra tiền mà mua thuốc? Em xin. Xin ai? Xin người yêu. Thế nhưng mà cô ấy đã cấm cậu rồi chứ mà. Ôi giời anh ơi, nhà người yêu em giàu lắm. Với lại mỗi lần muốn hút thuốc em chỉ cần bảo với cô ấy là: em ơi, anh phải ôn thi. Em ơi, anh phải mua tài liệu. Thế là cô ấy đưa tiền em mua tài liệu. Em trích ra một khoản em mua thuốc, em hút, biết đấy là đâu. Thế là ông lừa con nhà người ta rồi. Lừa đâu mà lừa, anh buồn cười. Trong tình yêu vật chất không là cái gì. Đúng. Có những thứ quý báu hơn người ta thường xuyên gìn giữ và thường xuyên giữ gìn. Mình xin người ta vẫn cho. Điều quan trọng là thằng đàn ông có tìm cách xin được hay không. Vấn đề là phương pháp. Dạ vâng. Tôi hỏi câu này hơi riêng tư một chút. Dạ.
hai bạn còn rất trẻ như thế này, thế mà những lúc mà gần nhau mà mà cứ như gọi chó thế mà. Những lúc mà bọn em bê sa mê mút môi. Cô ấy có phản ứng gì? Dạ có chứ. Lúc đầu là cô ấy phản ứng em kinh lắm, nhưng sau là em rút kinh nghiệm rồi. Lúc nào em cũng thủ sẵn trắng răng, thơm miệng, ngừa sâu răng, thông lên mũi, luồn xuống họng, sảng khoái dài lâu. Anh làm cả. Cảm ơn, tôi không ăn. Anh cứ phệt cái này. Tôi đã bảo tôi không ăn. Cậu ngồi xuống để tôi khám. Bây giờ thế này, há mồm ra. Há mồm ra. Há mồm ra. Tôi bảo cậu há mồm ra ấy. Thì em bảo em há mồm ra, kinh há mồm ra. Ừ há luôn, há. Bây giờ tôi làm như thế nào thì cậu làm theo tôi như thế, nhớ chưa? Vâng ạ. Bây giờ kêu A. Anh ơi, A hoa hay A thường? Sao cậu lằng nhằng thế nhở? Tôi bảo cậu làm theo tôi thì cậu cứ làm còng với hoa cái gì? Dạ. Anh ơi, A hoa, A thường, A to, A bé. Bây giờ người ta còn có cả A còng đi loạn đường lên này. Đấy là xe máy. À, vâng ạ. Tôi bảo cậu A thì cậu phải A theo tôi chứ. Dạ vâng ạ. Em A kiểu của em ạ. A còng. Thôi được rồi, ngậm mồm vào. Hít sâu vào. Hít sâu vào. Hít sâu vào. Anh ơi, anh phải cho em thở ra chứ. Thở mạnh nha. Thở dứt điểm thôi. Thở mạnh nha. Được rồi. Chỗ này có đau không? Dạ không đau, bình thường. Chỗ này có đau không? Dạ bình thường, không đau ạ. Chỗ này có đau không? Anh ơi, chỗ đấy có đau. Anh ơi. Gì? Trước kia anh làm bác sĩ thú y à? Câu hỏi như thế là có ý gì đấy? Em là người chứ có vẻ trâu bò đâu mà anh khám kiểu đấy. Đấm thùng thục vào lưng người ta ai mà chịu được. Cậu nghe đây này. Hiện nay tình trạng sức khỏe của cậu là rất yếu. Vâng. Phổi của cậu hiện nay đang bị ám. Ám nó mới ra chất xám, chấp nhận. Cậu hút thuốc lá quá nhiều, rất có thể cậu sẽ mắc bệnh lao. Rất có thể, có nghĩa là mình chưa mắc mà lao bây giờ chữa vô tư. Cậu có biết hiện bây giờ phổi của cậu đang bị rỗ rồi không? Cái gì? 24 tuổi mà phổi rỗ? Có mà mặt anh rỗ ấy. Đây này, mặt rỗ chẳng rỗ. Này, này, này. Cậu làm cái trò gì đấy? Em thấy mặt anh rỗ thì em bảo là mặt anh rỗ. Này cậu đừng có bố láo bố tét nhá. Cậu ra khỏi đây. Này, này, chưa đến lượt. Người khác vào để tôi khám. Cậu này, đi ra đi. Chưa đến lượt. Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đấy? Anh là bác sĩ, em là con bệnh ạ. Tôi bảo cậu đi ra, người khác vào. Khổ quá, anh buồn cười nhỉ, anh cứ bình tĩnh, anh đuổi em như là đuổi tà ấy. Anh buồn cười, anh cứ bình tĩnh, anh cứ ngồi xuống đấy. Thế có vẻ ngon lành không? À, thú thực với anh, hôm nay em đến đây không phải là để em khám phổi, mà hôm nay em đến đây là để em khám... Cậu khám cái gì? Dạ em khám... Này tôi không có thời gian để đùa với cậu nữa đâu nhá. Cậu khám cái gì thì cậu phải nói ra chứ. Dạ em khám một số chi tiết khác ạ. Này điển hình là cậu khám cái gì thì cậu phải nói đi chứ. Dạ em khám... Anh ơi, anh ơi, thú thực với anh là... À, đi bị ốm cái gì? Ui giời ơi, anh nói to thế thì chết cha em mà. Ôi giời. Anh nói bé thì chứ nói to thế thì cũng phải... Làm sao? Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Cậu có gan đi thì cậu phải có gan nhận. Thì... Có cái gì đâu mà phải ngại, tôi nói cho cậu biết chứ, đi bưu hôm có gì tôi đây này, tôi cũng đã từng... tôi đã từng... Tưởng thế nào là lúc đầu kinh lắm, toàn anh em trên bến dưới thuyền. Anh em mình cùng chung chiến hào, bình thường thôi, mà lúc đầu dọa hơi kinh đấy. Cậu làm cái trò gì đấy? Tôi hỏi cậu vừa làm cái trò gì đấy? Em xin lỗi, em nhỡ tay ạ. Cậu có thích nhỡ tay không? Dạ không ạ. Tôi chỉ vả một cái là chuyển cậu xuống khoa răng ngay lập tức nhá. Làm sao mà phải khám? Dạ, anh ơi. Dạ, báo cáo với anh là bình thường thì làm sao mà phải khám ạ. Qua hai lần em... Tại vì là em đến cái chỗ hàng bia ôm thì em...
Em... Làm sao? Dạ. Không kiềm chế được chứ gì? Em không kiềm chế được. Thế xong hai qua hai lần bia ôm thì bạn bè em bảo em... Không khéo em bị sida. Mà từ lúc chúng nó bảo em bị sida, em thấy người em yếu hẳn đi. Anh xem anh khám cho em đi, em mà bị sida thì coi như đời em xuống dốc không phanh rồi anh ạ. Xem chừng là cũng biết sợ rồi đây. Tôi phải dọa trong một trận. Nào. Dạ. Cởi áo ra để tôi khám. Dạ vâng, em cởi áo anh khám ạ. Cởi quần ra. Dạ vâng, em cởi quần ạ. Em xin... Em... Anh ơi. Cái gì? Cái gì? Cậu diễn kịch câm ở đây đấy à? Tôi bảo cậu cởi ra để tôi khám cơ mà. Này cậu không cởi ra là tôi không thể khám được đâu đấy nhá. Anh ơi. Này cậu, tôi bảo cậu cởi ra mà. Dạ anh ơi, thế là cứ phải nhìn thấy mới khám được ạ. Cậu không cởi ra thì tôi không nhìn thấy, mà không nhìn thấy thì khám thế nào được? Dạ thế anh ơi, ai đến đây là cũng phải cởi ra. Cậu lằng nhằng quá nhỉ, ai đến đây khám mà chẳng phải cởi. Ô thế anh em mình đàn ông con trai thì dễ thông cảm. Thế đàn bà con gái mà đến khám thì... Đàn bà con gái đến đây khám thì cũng... Này đấy không phải việc của cậu nhá, tôi bảo cậu cởi ra, cậu có cởi không? Thôi thôi anh miễn cho em. Cậu có cởi không? Thôi anh ạ. Cậu có cởi không? Anh ơi! Hay là em tả cho anh nhá. Tôi chưa khám theo kiểu tả bao giờ cả. Anh ơi, em tả đơn giản thì anh khám lâm sàng. Thôi được rồi, tôi ngoại lệ một lần. Vâng ạ. Cậu kể không cần văn, tôi bắt cậu cười đấy. Vâng ạ. Dạ, báo cáo anh là em xin kể ngay ạ. Nó đơn giản thôi, em tả luôn cho anh ạ. Dạ, tả thế nào ấy? Bây giờ em không biết tả thế nào. Mất thời gian quá, làm dạ, sao? Vâng, thưa anh, em... Em làm sao? Không phải em. Mà là nó... Nó là đứa nào? Không phải nó mà là em. Thế cậu lằng nhằng thế nhỉ? Không phải em là nó, không phải nó là em, thế là ai? Là em, không phải em mà là nó. Là ai? Em của là em. Ai? Của em anh ạ. Của em. Của em? Vâng ạ. Thế thì nói là của em. Vâng ạ. Làm sao? Của em nó không ổn định. Không ổn định. Biểu hiện cụ thể. Dạ, cụ thể là của em nhiều lúc nó bị của em nhiều lúc nó bị quằn tà là vằn. Đây. Y học là không có từ quằn tà là vằn. Không có thì anh ký hiệu vào. Được rồi, như thế này là tôi biết rồi. Dạ anh ơi, tôi bây giờ anh khám cho em đi ạ. Dạo này em thấy sức khỏe em yếu lắm. Em hay bị ra mồ hôi tay, ra mồ hôi chân, ra mồ hôi trộm. Thế còn huyết áp thế nào? Huyết áp thế nào ạ? Huyết áp nó tăng hay nó tụt? Cái gì ạ? Huyết áp tăng hay tụt? Dạ nếu mà tụt em lại kéo nó lên. Cậu định đùa tôi đấy à? Không ạ. Cậu có thấy ai tụt huyết áp lại có thể tự kéo lên được không? Thế tóm lại, nó tụt hay nó tăng? Dạ lúc tụt lúc tăng. Tôi hỏi cậu lần nữa là nó tăng hay nó tụt? Dạ lúc tụt lúc tăng, lúc lăng nhăng, lúc tăng lúc tụt. Em không biết được, anh khám cho em đi. Tôi không phải khám đâu. Sida rồi. Anh ơi, em tưởng sida phải 10 năm mới phát cơ mà. Đúng, cỡ khoảng 9-10 năm nó mới phát. Nhưng cái loại huyết áp không đo như cậu tức là nó phát luôn rồi đấy. Sida rồi. Ôi trời ơi, kinh ơi. Chưa kịp làm lính đã toi, kinh ơi. Ôi trời ơi, kinh ơi là kinh ơi. Tại sao lại ra nông nỗi này 24 tuổi. Chưa biết thế nào là mùi đời. Qua hai lần bia ôm mà đã dính đòn xì ra. Thôi. Tôi bảo cậu thôi cơ mà. Em thôi luôn. Ôi bố mẹ ơi, con không báo hiếu được cho bố mẹ rồi. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống cùng ngay lá vàng.
Này này này. Này, cậu đi đâu đấy? Dạ em về em mua xi măng. Quay lại đây tôi bảo. Dạ. Sợ chưa? Dạ em sợ quá anh ạ. Sắp chết rồi đã thấy sợ chưa? Dạ chết anh mà chả sợ. Em xin lỗi. Ôi, tôi bảo cậu thôi mà. Vâng anh ơi, nhưng mà em sợ chết lắm anh ơi. Thôi tôi bảo cậu thôi. Vừa nãy là tôi chỉ đùa cậu tí cho vui thôi. Em biết rồi, anh đùa em thì em... Anh đùa em ạ. Anh ơi, anh ơi, anh đùa em tức là thế nào hả anh? Vừa nãy tôi chỉ đùa cậu. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì cậu nghe đây, sức khỏe của cậu là rất yếu. Dạ vâng. Nhưng mà SIDA thì... SIDA, liệu em dính đòn không ạ? Bình tĩnh, bởi vì SIDA thì còn phải chờ xét nghiệm. Nhưng theo đánh giá khả quan của tôi thì có thể cậu chưa mắc SIDA. Sư cha nó chứ. Mày chửi ai đấy? Dạ. Anh ơi, em chửi mấy thằng bạn em ạ. Tại sao cậu lại chửi thẳng vào mặt tôi thế? Dạ không. Tại vì mấy thằng bạn em nó ghen ăn tức ở. Nó không được đi bi ôm, nó thấy mình đi bi ôm nó lại nói huyên tai huyên thuyên. Chứ còn em nói thật với anh nhá, riêng bọn bạn em quả này về em táng được. Thôi thôi thôi. Kinh này. Tôi bảo thật. Bình tĩnh. Thứ nhất là bình tĩnh. Và thứ hai, cậu bỏ ngay cái thói ăn nói như vừa rồi đi. Đầu đường xó chợ lắm. Cậu là một sinh viên, cậu có văn hóa. Cậu phải nhớ những lời khuyên chân thành từ tôi. Dạ vâng ạ. Bỏ tất cả rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích. Dạ vâng ạ. Tránh xa bia ôm càng sớm càng tốt. Dạ vâng ạ. Và nhớ phải tự xây dựng cho mình một lối sống trong sạch, lành mạnh. Cậu là một sinh viên còn trẻ còn khỏe, cánh cửa cuộc đời đang rộng mở trước mặt cậu. Vậy mà cậu lại đi đâm vào những cái trò vô bổ như vậy, thật là tai hại. Dạ vâng ạ. Và tôi có một lời khuyên chân thành cho cậu. Nhớ phải giữ vững sức khỏe, không những cho cậu mà phải cho tất cả mọi người ở đây. Cần những lời khuyên chân thành từ các bác sĩ. Dạ vâng ạ. Phải làm sao muốn mình có một sức khỏe thì phải tránh xa tất cả các tai nạn xã hội. Dạ vâng ạ. Thưa anh, là qua chuyện vừa rồi em cũng biết, thú thực với anh là em cũng bức xúc lắm ạ. Rồi. Em xin nghe lời của anh ạ. Và bây giờ có lẽ em với anh... 1, 2, 3. Chào.